Sáng ngày 15 tháng 11, tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh đơn vị huyện Ơ Phú tổ chức cuộc họp để thảo luận đóng góp các báo cáo tờ trình và dự thảo nghị quyết chuẩn bị trình kỳ họp cuối năm 2022 Hội đồng nhân dân tỉnh sắp tới. Ông Ngô Công Thước, bí thư huyện ủy, chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện, tổ trưởng tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp. Sau khi nghe tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang đơn vị huyện Ơ Phú báo cáo tóm tắt kỳ họp thứ 10 chuyên đề Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 10, nhiệm kỳ 2021 2026. Các báo cáo, tờ trình và dự thảo nghị quyết do thường trực hội đồng nhân dân, ủy ban dân tỉnh chuẩn bị tại kỳ họp cuối năm 2022 và gợi ý một số nội dung cần tập trung thảo luận. Các đại biểu đã có ý kiến đóng góp dự thảo nghị quyết về phát triển thanh niên tỉnh An Giang giai đoạn 2021-2030, về việc bổ sung thêm công tác giáo dục lý tưởng cho thanh niên và đóng góp báo cáo kết quả thực hiện, ý kiến kiến nghị của đại biểu Hội đồng nhân dân qua thảo luận của tổ trước kỳ họp thứ 8 giữa năm 2022, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 10 trả lời ý kiến giao chỉ tiêu về độ bao phủ bảo hiểm y tế trên địa bàn huyện từ 94% xuống 92%. Ngoài ra các đại biểu cũng có một số ý kiến đóng góp xoay quanh các vấn đề như xem xét việc giao biên chế công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn huyện, đào tạo nguồn nhân lực đưa về hoạt động ở các hợp tác xã xây dựng trung tâm phòng cháy chữa cháy của quyền đặt tại địa bàn xã Quốc Thái, xây dựng hệ thống camera ở các tuyến biên giới. Việt Nam, Campuchia thúc đẩy đàm phán phân giới cấp mốc đường biên giới còn lại, nâng mức phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên mầm non, đề nghị phân cấp cho quỹ ba nhân dân quyền về công nhận hạng trường. Phát biểu kết luận cuộc họp, ông Ngô Công Thức, bí thư huyện quỹ, chủ tịch hội đồng nhân dân quyền, tổ trưởng tổ đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh, đơn vị quyền Âu Phú đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các đại biểu các ý kiến kiến nghị của đại biểu ông ngô công thức đề nghị tổ thư ký tổng hợp để gửi lên cấp trên xem xét bổ sung vào dự thảo các nghị quyết trình kỳ họp hội đồng nhân dân tỉnh sắp tới